Bùng phát từ ngày 10 tháng 7, sau hơn một tháng, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố, đặc biệt là có 5 phường tại quận Sơn Trà thực hiện cách ly y tế, Đà Nẵng đã huy động tổng lực các lực lượng, đặc biệt ngay từ cơ sở để chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh. Dịch diễn biến phức tạp. Hơn 10 ngày nay, hàng trăm ngàn hộ dân trên địa bàn thành phố phải thực hiện gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố. Riêng người dân trong 5 phường cách ly y tế ở quận Sơn Trà phải ai ở nhà nấy. Không để dân phải khó khăn, ngay lập tức thành phố đã quyết định hỗ trợ cho tất cả mọi người. Không ai khác, lực lượng cốt cán ở cơ sở, tổ COVID-19 cộng đồng đã có mặt kịp thời để trao hỗ trợ cho người dân tại nhà. Vận động cộng tác viên tham gia vào cái đội ngũ từng tổ dân phố. Thì kinh phí cấp về cho tổ nào thì có ngân sách là địa phương chi ngay để đảm bảo cho người dân được nhận cái số tiền này để mà đăng ký mua lương thực thực phẩm. Dịch bệnh thì toàn ở nhà, cả gia đình ở nhà ấy. Nhưng nhận được một người 40.000 thì nói chung là cũng được phần nào chi tiêu của gia đình. Nói chung là cũng cảm ơn nhà nước đã hỗ trợ. Có tiền hỗ trợ kịp thời, ai cũng phấn khởi và họ càng vui hơn khi còn được lực lượng cơ sở và các tình nguyện viên đi chợ giùm để có thể yên tâm ở nhà chống dịch. Các tổ COVID-19 cộng đồng tiếp tục là cánh tay nối dài mang thực phẩm đến từng nhà dân. Mình cũng phải chi tiết ra từng cái đơn hàng để làm sao cho bà con để đúng được cái thực phẩm mà đúng nhu cầu và giao đến cho bà con kịp thời để cho nó còn đảm bảo về chất lượng. Phạm vi không rộng như ở quận Sơn Trà, nhưng hiện nay tại các quận huyện khác cũng có nhiều điểm phải phong tỏa, thực hiện cách ly y tế. Ở những điểm nóng này, không ai khác, các tổ COVID-19 cộng đồng cùng các hội đoàn thể ở khu dân cư đã tích cực vào cuộc, từ theo dõi sức khỏe người dân vùng cách ly đến chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân, cũng như nhắc nhở mọi người tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Về vấn đề nhân thân của từng người, từng hộ, thì chúng tôi cũng cắt cử tự giám sát, tức là không cho người lạ vào và đồng thời là khuyến cáo bà con ở trong khu cách ly là nhà nào ở nhà nấy, mục đích là chống lây lan. Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch mới đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao vai trò của lực lượng cốt cán từ cơ sở, các tổ COVID-19 cộng đồng, đồng thời cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh đang phức tạp như hiện nay, đặc biệt là khi thành phố đang thực hiện giãn cách, thì cần phải huy động thêm lực lượng tham gia phòng chống dịch, đặc biệt là đảng viên ngay tại khu dân cư. Tất cả các chi bộ trên địa bàn dân cư phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ theo mô hình là từng đồng chí phụ trách một cái nhóm khoảng là 10 hộ gia đình và chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, quản lý, yêu cầu các việc cách ly hộ với hộ, nhóm hộ với nhóm hộ, đặc biệt là trên địa bàn quận Sơn Trà. Gần dân, sát cơ sở, các tổ COVID-19 cộng đồng cùng lực lượng cốt cán từ cơ sở là cánh tay nối dài chuyển tải đầy đủ nhất thông điệp phòng chống dịch đến với người dân thành phố. Với sự đồng lòng ấy, Đà Nẵng sẽ sớm đẩy lùi COVID-19.